Phê-rô Chúa đã thoát ra khỏi thế gian về với Chúa. Hội Mân Côi giáo xứ cùng nhóm hát của Hội Mân Côi, chúng tôi cùng nhau về đây xin được chia buồn cùng gia đình và xin thắp nén hương thơm, đốt cây nến sạc, xin được xin ra lời cầu nguyện cho, xin Thiên Chúa xót thương đón nhận ông về hưởng phúc với Chúa trên nước thiên đàng. Xin mọi người hiệp nhất cùng hội chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho. Như Đức Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin thương người lạy xuống vành khăn ta, con đang trong tim
cao tuổi, thưa toàn thể hội tăng, thưa bà con dân làng lối xóm, hôm nay ông Phêrô 250 Chúa bước ra khỏi thế gian về sau sớm được hưởng các thánh Chúa như đất trời, thì từ nay vắng bóng ông như một niềm tin chắc chắn. Niềm tin xác tín vào Đức Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh, đó là niềm an ủi nước nữa mọi người trong cao quý hôm nay. Tôi thay mặt gia đình đứng trước linh hồn ông, không biết nói gì đây, chỉ biết thắp nén hương thơm và có mấy lời kính phục như sau. Ôi ba ơi, đã bao năm tháng ông ơi, tôi ông tâm sự nhớ lời ông khuyên, giờ đấy ông đã ngủ yên, tính tình thì hiền lành dễ thương. Tôi xin thắp một nén hương, đứng lên, dâng lên mạng niệm ông thời biết không? Nhớ lời tâm sự của ông, làm ăn đạo đức thành công nên người. Bao ngày bao tháng ông ơi, đến nay ông đã xa rời cháu con, bồi hồi còn nhớ hôm nào? Ông còn khỏe mạnh, hồng hào, đẹp tươi. Ôi than ơi, ông thọ, ông theo ý Chúa ra đi, cuộc bể lâu ngàn năm biến đổi, sự tưởng sinh Chúa đã an bài. Thiên đàng sáng láng ông ơi, ông về với Chúa muôn đời vinh quang. Bà con từng hàng xóm làng đến đây chứng kiến hai hàng lệ rơi. Tôi còn nhớ mãi những lời, thì nay ông đã xa rời ra đi, thiên thần soi lối dị đường, đã cho ông được hồng ân trên trời, tràn trề hy vọng vui tươi, mang hình ảnh Chúa mình gửi đi lên lớp ngàn thu. Hỡi ông ơi, lời kính phục nghĩa là lời kính thiêng. Tang lễ và gia đình tang quyến, chúng cháu đại diện cho lớp 9A liên khóa 2004 là bạn của anh Hồng, là con gái của bác. Trước hết chúng cháu đến đây là kính viếng linh hồn bác, sau là có lời chia buồn cùng tang quyến. Trước giờ phút cao hương này, cho phép chúng cháu xin dành một phút mặc niệm, phút mặc niệm bắt đầu.
Kính thưa gia đình ta quyến, kính thưa mọi người đang hội diện nơi đây, được tin ông Pedro 250 được Chúa cất cao khỏi thế gian, chúng cháu là những người bạn của bạn lợi, đề nghị về nghiên cứu của ông thắp nén hương thơm và vòng hoa tươi để cúng dường linh hồn ông và chia buồn cùng gia đình. Trước sự ra đi mãi mãi của ông, đề nghị anh em trong đoàn dành một phút hoàng nguyện để dâng tiễn ông. Phút hoàng nguyện đã rồi. Tôi vẫn cứ như còn
thưa gia đình Tam Quyến, kính thưa các hội đoàn, kính thưa các hạng mục, kính thưa toàn thể nhân dân đang có mặt tại nhà tang, chúng tôi đại diện cho chi hội cựu chiến binh xóm Cần, nơi anh Nguyễn Văn Trúc là con rể của ông đang sinh hoạt và công tác tại chi hội, được tin ông 250 về quyển kia tổ. Chi hội cựu chiến binh xóm Cần đại diện về bên Lý Chí Ông đặt vòng hoa tươi thắp nén hương thơm, kính viếng hơn đồn ông và chia buồn với gia đình. Trước giờ phút chia ly người đi kẻ ở, anh em chúng tôi không biết nói gì hơn. Xin cho đoàn chúng tôi dành một phút vĩnh biệt ông. Phút vĩnh biệt bắt đầu.
kính viếng hương hồn đồng chí Lê Hợp Tăng, kính thưa gia đình Tam Quyến, thưa toàn thể dân làng hiện đang hiện diện trong buổi tang lễ hôm nay. Được tin đồng chí Lê Văn Tam, người bạn, người đồng chí quý mến của chúng tôi về quy ẩn với ông bà tổ tiên nội ngoại. Chúng tôi là những người thương binh bệnh binh trong tổ thương bệnh binh thôn Tiêu Hà, xã Tiêu Đồng, hội đồng sự trí toàn bình sinh cùng công tác sản xuất. Hôm nay đồng chí 250 về quy ẩn tiên tổ. Trước hết cho phép anh em chúng tôi được kính cẩn chào vĩnh biệt đồng chí, và rồi sau nữa là chia buồn cùng với gia đình Tam Quyến. Kính thưa gia đình Tam Quyến, đồng chí Lê Hợp Tam mất đi, gia đình mất đi một người ông, người bác, người chú đáng kính. Chị nhà và các cô chị vĩnh viễn mất đi một người chồng và một người cha mà mãi mãi rồi đây trên cõi đời này không còn ai thay thế được nữa. Và con dân làng cũng vĩnh viễn mất đi một người bạn già hiền lành. Thở bình sinh, đồng chí sống nhân hậu với xóm làng, đồng chí đã cùng với chị nhà sinh hạ và tạo dựng lên được những người con. Và giờ đây các con của chị đã có một cuộc sống vô cùng ổn định, thì anh lại vĩnh viễn ra đi không bao giờ trở lại nữa. Xin hãy để cho anh em chúng tôi được bày tỏ nỗi lòng thương tiếc của anh em chúng tôi trước nỗi đau buồn của gia đình Tam Quyến. Đứng trước hương hồn đồng chí, chúng tôi xin được thắp những nén hương thơm và đặt một vòng hoa tươi thành kính kính cẩn chào vĩnh biệt đồng chí. Và chúng tôi cũng xin mọi người đang hiện diện ở tại nơi đây hãy cùng với anh em chúng tôi thắp lên trong lòng mình một nén tâm nhang của tình mình là nghĩa xóm. Mong chị nhà và gia đình Tam Quyến hãy nén đau thương để rồi cùng với dân làng, họ tộc và anh em chúng tôi lo toan đưa tiễn người anh em thân yêu nhất của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng, để chấp chọn tình vẹn nghĩa với những người còn ở lại. Và đồng chí Lê Hợp Tam mãi mãi đi xa, không bao giờ trở lại nữa. Để tưởng nhớ hương hồn đồng chí Lê Hợp Tam lần cuối, tôi đề nghị anh em hãy cùng tôi dành một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Thay mặt các đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân,
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thương binh Xã hội xã xin về đây đặt vòng hoa tươi, thắp nén nhang thơm, kính viếng hương hồn ông. Chúng tôi xin trân trọng gửi tới gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Trước khi đi biệt ông, xin đề nghị anh em trong đoàn thành một phút mặc niệm, bắt đầu. Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con xin từ
xa cuộc đời về với Chúa, Chúa ơi. Trong khi con không ngờ thì Chúa đã đến thúc con. Một lời từ xa tất cả để về cùng Chúa. Chúa tới gọi con về trong ngày Chúa. Chúa tới gọi con về, trở về cùng Chúa. Kêu gọi con về trình diện với Chúa, Chúa ơi. Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con về, Chúa tới gọi con. Con xin từ xa cuộc đời về với Chúa, Chúa ơi. Con cô đơn âm thầm tìm đến Chúa cứu giúp con. Nguyện lòng từ ái Chúa thương phần này hèn yếu. Kỷ niệm
năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mộng con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ. Sao cho thơ những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu, cha dấu yêu, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàm cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường xa sao cho thương. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa, con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi, cha già kính thưa bảo hòa phụ, kính thưa đại gia đình tam liên, kính thưa các hội đoàn cùng toàn thể và con dân làng lớn tuổi tam liên hiện nơi đây. Hôm nay được tin ông Phêrô Lê Hợp Tam hứa cho mọi đời sau, chúng tôi hội chúng làng thôn Tiêu Hà được gia đình mời về đây để phục vụ tang lễ cho ông. Trước hết
tôi được tặng một nén nhang thơm để chào vĩnh biệt ông, đồng thời chia sẻ sự đau thương bất mãn lớn lao này đối với bà và cô cùng đại gia đình đang quên. Rồi ít phút nữa, hàng người chúng tôi cùng các bà nội và toàn thể bà con dân làng lối xóm tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng cho toàn tình vẹn nghĩa giữa người ở lại và người ra đi. Kính thưa gia đình, kính thưa toàn thể nhân dân, ông Pedro Lê Hợp Tam ra đi là một tổn thất lớn lao đối với gia đình. Xa vợ, bỏ con, bỏ chồng và bà con dân làng lối xóm, ôi đau thương thật là vô hạn. Trước những giờ phút đau thương này, mong gia đình hãy đến đau thương để cùng với bà con dân làng lối xóm nơi mạnh tập lo được công việc cho ông cho thật tốt đẹp. Trước khi với sự đau thương mất mát này, cho các bà nội chúng tôi xin dành một phút mặc niệm để chào vĩnh biệt ông. Đồng thời cũng là một ngày chống trước khi ông lên xe để ra nơi an nghỉ cuối cùng. Phút mặc niệm bắt đầu. Lễ thu ông Pedro Lê Hợp Tam của ban kèm giáo sư Tiêu Hà xin được phép bắt đầu. Kính thưa linh hồn ông Pedro Lê Hợp Tam, kính thưa bậc tòa phụ đạo thị thái cùng gia đình tam quyến, thưa các vị đại diện cho lãnh đạo đảng và chính quyền địa phương, thưa các hàng ngồi cùng toàn thể nhân dân, ban thèm giáo sứ Tiêu Hà chúng con được các hình danh quyên cho đức tin buồn. Ông Lê Hợp Tăng là thành viên vô cùng kính mến của gia đình tam quyến, nay là ngày 50 quá cố về khói vĩnh hằng. Giờ phút rằng mọi người chúng ta có mặt ở trong đều các bùi lại trở về các bùi. Sao có tình cảm con người sống cuộc sống với dương thế này thì cuộc giai lần này của ông Pedro đối và quả phong phung gia đình tam quyến, đây là một tổn thất vô cùng lớn lao.
trong thương này thật là vô hạn không gì bù đắp được. Văn kèm giáo sư đến đây trước hết để thắp hương kinh cung linh hồn khóc và thành tâm cầu chúc cho linh hồn khóc được Thiên Chúa thương ban đưa về hưởng cõi phúc trường sinh nơi cõi vĩnh hằng. Sau là có lời chúc muôn đồng cảm sâu sắc cùng bà Hòa Phụ và gia đình Tăng Quyến. Rồi sau đó nghe ban kẻ chúng tôi sẽ cùng với gia đình Tăng Quyến và toàn thể nhân dân tiễn đưa linh cữu ông về an nghỉ sau cùng toàn tình mẹ nghĩa giữa người ở lại và người mãi mãi đi xa. Cánh cỏ chợ nắng qua sông chợ theo nước bắc cay nồng của cha trang một dải ngân hà cho con giọt nước sinh ra từ nguồn quê nghèo mưa nắng trào tuôn tình thương cha dệt từ muôn tháng trầm phụ huynh cha đã không còn thiên đàng hưởng phúc cháu con nguyện cầu. Để mà đào bế biến những quê dâu lễ hội tăng hôm nay, ban kèm chúng tôi xin thưa cử ba nhà kèm một cõi đi về. Đàn cháu thơ nhỏ dại quẩn quanh giường,
dân làng, ông hết nợ trần gian. Giờ đây con kể chúng tôi xin tự bài thành cha để cùng con cháu luôn luôn ghi nhớ chữ mù bao giữ dục cho đền đáp nghĩa sinh thành sinh đạt là y lòng. Vì ông đã cùng bà có công sinh thành giữ dục và tạm dừng cho con, cho cháu, cho gia đình hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau. Trong mấy ngày vừa qua,
rất được sự quan tâm và phục vụ gia đình của tất cả các quý vị. Không biết nói gì hơn, trước giờ cũng xin đi kỷ niệm và rất mát mang cho gia đình. Thay mặt cơ quan tang lễ và gia đình xin trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả các quý vị, các hội đoàn và con dân bản lối xóm. Và chỉ còn ít giờ không có hôn, ông Lê Hợp Ca, người thân của gia đình chúng tôi sẽ về nơi đang nghỉ trước cùng và mong tất cả các quý vị, các hội đoàn sẽ phục vụ cho gia đình chúng tôi đưa ông ấy nơi đang nghỉ trước cùng cùng giờ tốt đẹp trong phút gian ra đối với không tránh được những điều tiếng tiếc. Xin tất cả các quý vị cho hai chữ đại xá.
Trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Lạy Chúa, điều mà con khấn xin đêm ngày, điều mà con thiết tha van Ngài, con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, vì niềm hạnh phúc con là nơi Chúa, là chôn nghỉ an trong Chúa muôn đời. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ bầy tôi biết bao lỗi lầm, xin chớ chấp tội con. Nào ai luôn đứng vững, giờ Ngài gọi con xa lìa nhân thế, giờ Ngài gọi con đến trước nhan Ngài. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Nơi Ngài con đặt hy vọng, nơi Ngài con dâng xác hồn. Lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con, lạy Thiên Chúa đấng cứu độ con. Lạy Chúa, trọn đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì
cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm hy tế, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời.